Hello, hello. So hôm nay Phương Anh cũng hy vọng rằng mọi người có một ngày vui vẻ. So I'm so glad to be back in this video with the people who are working or away from home. So please stay safe. And also, please stay safe. And whoever gets to be at home in quarantine with family, make sure you use this time and make the most of your time with your family now, since I know it's a quarantine, but just use it at the time that you can have fun. You can spend the most quality time with your family, and so and also use this time to watch my video. All right, let's get started, guys. And okay. So, communications phrases. Có nhiều bạn hỏi rằng cái khẩu lệnh nói trên tàu hay là cái giao tiếp cơ bản ở trên tàu thì nó gọi là standard communication phrases hay là communication phrases. Thì ở đây Phương Anh sẽ có những cái communication phrases used in collisions avoidance at sea. So with number one, so usually with communication phrases, we just in how we talk, also similar thing. So you have a subject like a vessel, là một cái tàu. A vessel, like how is một cái tàu đang khi làm cái gì đó, is going, is doing something, is going somewhere. So a vessel is một cái tàu is là cái động từ to be để tiếp theo là sẽ một một cái động từ hay là một cái cụm động từ để diễn tả cái hành động của cái tàu đó sắp sửa hay là đang khi diễn ra, đang khi hành động. A vessel is overtaking. Overtaking là đang vượt. A vessel is overtaking là một cái tàu đang khi vượt. Và mình qua cái cụm thứ hai. A vessel is on an a vessel is, cái này là có một cái cụm giới từ chỉ nơi chốn nhá, on opposite course, với hướng. Rồi mình đi qua cái a vessel is là verb, to be, passing là verb with ing, passing để chỉ cái động từ là cái tàu đang khi vượt, nó đang khi đi như thế này. A vessel is passing on port. Hay là a vessel is passing on starboard. Okay, so a vessel is crossing. Họ đi đối chiếu, tức là họ họ đang khi cắt cắt hướng. A vessel is crossing. Passing là vượt lên, vượt vượt. Còn cross là cắt cắt cắt. Hướng này hay là cái việc điều khiển tàu á. So the vessel number one will give way, tức là cái tàu, danh từ giống như là will để cái chê chỉ cái tình trạng thái, trạng thái là sẽ. Will the vessel will give way, tức là sẽ nhường đường. The vessel has given way. Has given để chỉ cái việc mà nó đã vừa xảy ra xong rồi, tức là cái này là hiện tại hoàn thành, tức là họ đã vừa nhường đường xong rồi. Has given way, cái tàu nó vừa mới nhường đường rồi. Has given way. Number three, the vessel has not, nếu mà theo thể phủ định á, thể phủ định mà has not given way yet, tức là cái tàu chưa có nhường đường hay là vẫn chưa nhường đường. Yet là vẫn chưa, chưa. Had not given way yet. The vessel has not given way yet. And then nãy như hồi nãy Phương nói là the vessel is standing on. A vessel is standing on, tức là họ sẽ vẫn giữ nguyên cái vị trí, giữ nguyên hướng đi và tốc độ của họ sẽ không thay đổi. Is standing on. And the vessel need not give way. Tức là cái tàu đó, the vessel need not give way.
Tức là cái tàu đó sẽ không cần phải nhường đường. Need là cần, not give way. Thì các bạn nhớ là cái vessel là họ mình đang nói về một cái tàu. Thì needs mình có cái S. Alright, so đây là cái, đây có một cái situation sẽ meet, meeting. Meeting tức là gặp nhau. Head on situation. Head on meeting, head on situation, trường hợp đối đầu, đối mũi á. Head on thì port to port passing. Port to port passing tức là bên trái của họ và bên trái của mình. Bên trái của họ và bên trái của mình is prefer, là tốt hơn. Bên trái của họ và bên trái của mình, port to port passing is prefer, để đi qua bên trái của cái sailboat. Còn hai cái kia, hai cái powerboat ấy, là một cái đi bên trái bên này, một cái đi bên trái bên kia. Alright, so we go to this slide again. Qua cái slide này ấy, thì cái subject là we, chúng ta. We, so we not give way, chúng ta không phải nhường đường. We need not give way. Nó hơi lạ một chút xíu, nhưng mà chắc Phương nghĩ là nó là như vậy trong hàng hải. Thì we need not give way. We need not give way. Không phải nhường đường. And then number two, we will stand on. Hay các bạn nếu mà đọc cái chữ will là cái chữ viết tắt. Cái chữ viết tắt của we will là will stand on, là chúng ta sẽ giữ nguyên hướng và vị trí, vận tốc. And then we will alter course to give way. Number three, we will alter là thay đổi, alter, to alter, thay đổi, course là hướng đi, to là để, give way, để nhường. We hay là will alter course to give way. Chúng ta sẽ thay đổi hướng đi để nhường đường. Number four, we have altered course. We have altered, have đã rồi nè, altered là phải có ed vô, course to give way là chúng ta đã rồi, tức là đã nhường, đã thay đổi hướng rồi để nhường đường, tức là cái việc nó xong rồi, vừa xong. Còn we will alter là mình phải, we will alter course to give way. Nếu mà ai mà đang nói, third officer đang nói we will alter course to give way, thì anh vừa nói xong là anh ấy phải ra lệnh, hay là anh ấy phải thay đổi hướng đi. Còn nếu mà anh nói là we have altered course to give way, tức là mọi việc đã xong rồi, bây giờ là xong rồi, thay đổi xong hết rồi. Okay. So, and then we, the vessel will pass ahead. The vessel will pass ahead. Hay là the vessel will pass astern. Tức là cái hành động khi mà mình nói cái the vessel will pass, will là vừa nói xong là sẽ đi làm liền. I will complete maneuver là tôi sẽ hành động. I will complete maneuver. A vessel, cardinal points or half cardinal point, tức là cái hướng ở trên la bàn mà các bạn, mỗi lần mình xác định một cái vessel thì mình phải xác định là cái vessel ở hướng nào, vị trí nào, đúng không? Thì ở đây thì Phương Anh chỉ nói là cái ví dụ a vessel off earth, tức là ở cái hướng nào đối với mình ấy. Thì Phương Anh nói ví dụ là a vessel on southwest bound, tức là hướng tây nam của chúng ta. A vessel southwest bound of us, tức là hướng tây nam của chúng ta, is on the same course, là tàu hướng tây nam của chúng ta đi cùng hướng. Nhưng mà đại loại là như vậy, cái tàu mà đang ở hướng tây nam của cái tàu của chúng ta là đang đi cùng hướng. A vessel southwest bound of us is on the same course. All right, so the bearing là cái phương vị, to the vessel in,
bao nhiêu độ. Degree is constants. The bearing phương vị của cái tàu là bao nhiêu độ, is dot 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 degree bao nhiêu độ, is constant. Constant là cái không đổi, giống như trong cái học toán đại toán toán của mình gọi là cái hằng số, tức là không có thay đổi, cái số không thay đổi. Is constant. Alright, so there is heavy traffic in the area. There is là có. Cái cụm từ này giống như là there is a pen on the table. There is a pen on the table. Là có. There is a pen on the table. Thì trong trường hợp này, there is heavy traffic in the area. Heavy là nặng. Nếu mà thì dùng theo cái tính từ nó có nghĩa là nặng, tức là nặng về trọng lượng. Nhưng mà trong đây thì họ sẽ dùng về heavy, gọi là nó đông, nó chật á. Heavy traffic, tức là đông đúc. Heavy traffic in the area, trong khu vực. So có đông xe hay là giao thông đông đúc trong khu vực. There is heavy traffic in the area. Thì Phương Anh ở dưới này, Phương Anh cũng có một số cái từ đồng nghĩa và cái từ khác nghĩa. Thick traffic, thick tức là dày, thick traffic cũng có nghĩa đồng nghĩa với heavy traffic. Rồi light traffic, light tức là nhẹ, nhẹ theo cái đối nghĩa với lại cái heavy thì nó nhẹ, thì tức là cái giao thông nó ít. Light traffic tức là ít xe, hay là easy traffic, easy traffic. Ví dụ như là các có ai đến thăm bạn ngày hôm nay, có ai đến thăm nhà ngày hôm nay, cái hỏi là ô hôm nay giao thông như thế nào, tức là đường đi như thế nào, có bị kẹt xe không á. How is the traffic? How is the traffic? The traffic was good. Hay the traffic was easy. The traffic was heavy. Là đông xe quá. Or the traffic was bad. Okay, so there are. So there is là sử dụng cho số ít. There are số nhiều nhá. There are fishing boats, tức là nhiều cái tàu đánh cá. Fishing boats in the area. So remember, there is traffic thì mình chỉ có định vị cái traffic, nó không là cái danh từ không đếm được. Tức là cái traffic bao gồm. Còn cái này, cái tàu đánh cá, tức là mình đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái tàu đánh cá, cho nên nó phải là số nhiều. There are fishing boats in the area. And then, Phương Anh cũng có cho cái từ đồng nghĩa in the area equal to in the regions. Same meaning, in the region. Region cũng là cái khu vực. Hay các bạn có thể nói there are fishing boats around here. Là mình đang khi trên tàu đúng không? Cái tự nhiên trong cái khu vực đó mình nhìn trong cái radar hay nhìn thấy cái khu vực đấy có nhiều, thì there are fishing boats in around here. Thì nói vậy có nghĩa là người ta sẽ hiểu là ở khoanh vùng. Rồi mình qua cái slide tiếp theo. There is no dangerous targets on the radar. Thì lý do tại sao này, dangerous, nguy hiểm, dangerous, targets, mục tiêu, mục đích, mục điểm. Mặc dù là nó nói là dangerous targets, có chữ S ăn sau, có là số nhiều, nhưng mà cái lý do tại sao mình xài số ít ở đây là there is, tại vì no, không có những cái dangerous targets. Tức là không có thì làm sao có số nhiều đúng không? Thì there is no dangerous targets on the radar. Đó là cái lý do tại sao mình xài there is. Right, so để chú thích thêm này. Attention, chú ý. Attention. There are. See, bây giờ mình có. Nó là, bây giờ mình nhìn thấy rồi nè. There are dangerous targets on the radar. Tức là có rồi, bây giờ có thì mình phải sử dụng số nhiều. There are dangerous targets on the radar. Okay, so mình qua cái ví dụ, example number one. Cái situation number one, okay? So,
Giả dụ có hai cái tàu ở trên biển. And Ramos nói nè. A ship is approaching. No, a ship is approaching our head on an opposite course. Các bạn chú ý cái chỗ ngắt ngừng để nhé. A ship is approaching our head on an opposite course. I can't make out her exact heading because I'm alternately seeing her starboard and port lights. Okay, so Phương Anh sẽ phân tích lại. A ship is approaching. Ý nghĩa là một cái tàu đang khi đi tới, đang khi đến gần. Approaching đang đến gần. Cái hành động của cái tàu đó. Our head. Tới mũi. On an opposite course. Đối diện, đối mũi, đối tàu đúng không? Opposite course. Opposite course. I can't make out. Tức là không có xác định được. Make out. Cái này là nó gọi là phrasal verb ấy. Make out. Tức là mình không có thể nào mà suy nghĩ ra hay là nhìn ra hay là mình xác định được. Her exact. Chính xác. Heading. Là cái hướng đi chính xác. Because, bởi vì I am alternately là cái trạng từ, nó nói rằng giống như là cái anh này, anh chỉ nhìn thấy bên này xong nó là thay đổi á, cái bên phải và bên trái bên phải giống vậy. I'm alternately seeing her starboard and port light. Tức là anh này anh chỉ có nhìn thấy cái đèn hai bên quay thay đổi. Anh ba nói nha. That's probably because of the waves. Let's pass each other port to port. I'll confirm it by VHF. VHF là very high frequency. Calling on the VHF radio. Thì anh ba đang chuẩn bị gọi nữa. Calling on the VHF radio. To southwestbound vessel. Course 215. This is northeastbound or carrier. Otaka Maru. 8 miles at your head. Do you read me? So anh ba nói là that's probably là có thể. Trạng từ nó nói là có thể. Cái điều đó có thể là do sóng gây ra. Let's pass each other. Let's hãy vượt qua nhau ở bên mạn trái. I'll confirm. Confirm để xác định á. Tôi sẽ confirm it. Tôi sẽ xác định lại. By VHF. Tức là cái tần số radio á. Calling on the VHF radio. Bây giờ gọi nè. To southwestbound. Gọi đến cái tàu đang đi hướng 215. Gọi tới cái tàu đang đi hướng Tây Nam, ở hướng đi 215. So this is northeast. Là đây là tàu chở quặng. Đây là tàu chở quặng. Otaka Maru. Đi từ, đang đi hướng Đông Bắc. 8 mao, cách 8 mao, cách 8 dặm. Tới tàu bên đó. Các bạn có, anh, các anh có nghe tôi rõ không? Video gọi tín hiệu của tàu bên kia thì họ sẽ trả lời. Two ship at our head. Course 035. This is Indian Highway. Course 214. Do you read me? Two ship at our head. Gọi tới cái tàu đang ở mũi của chúng tôi hướng 035 This is Indian Highway. Đây là Indian Highway. Course 214. Do you read me? Alright, so anh ba nói tiếp. Indian Highway. This is Otaka Maru. I read you loud and clear, over. Okay, so mình qua. Bây giờ Indian Highway trả lời này.
Otakamaru, this is Indian Highway. Please change channel to 06 over. Changing to channel. Anh ba trả lời. Channel 06, Roger. Changing to channel 06. Indian Highway, this is Otakamaru. Do you read me? Okay, so bên Indian Highway trả lời. Otakamaru, I read you loud and clear over. Rồi, anh ba nói tiếp. I will change my course to starboard. Let's pass each other port to port. Thì bên Indian Highway trả lời. Port to port, Roger. I will change my course to starboard too. Alright, xong anh ba trả lời. Thank you for your cooperation. Cooperation là cái sự hợp tác. Thank you for your cooperation. Bon voyage. Back to channel 16. Thank you. Mấy anh Indian Highway. Thank you. Bon voyage. Thank you. Back to channel 16. Alright, so qua cái ví dụ số 2 nhá. Hai cái kia là cái tàu head on, là hai cái tàu đi đối hướng. Alright, so OP. OP là cái tên của cái tàu nhá. To the ship on my starboard bow. To the ship on my starboard bow. Course 215. Speed 15 knots. This is container ship Ocean Princess. 8 miles away. 045 degree off port side. Course 300. Do you read me? So anh ba trả lời. Ocean Princess. Ocean Princess. This is VLBC hay là viết tắt cho Very Large Bulk Carrier. Nitaka Maru. I read you loud and clear. Nitaka Maru. I read you loud and clear. Please change to channel 06. Thì ok, Ocean Princess. Đây là tàu hàng rời lớn. Nitaka Maru. Chúng tôi nghe các anh rất là rõ là hãy đổi qua King số 6. Rồi bắt đầu Ocean Princess trả lời. Channel 06, Roger. Changing to channel. Nitaka Maru, this is Ocean Princess, over. Rồi bên anh ba trả lời. Ocean Princess, this is Nitaka Maru, I can read you loud and clear. Rồi bắt đầu OP này. Và tình huống OP according to the APA, OP là Ocean Princess, according to ARPA, là viết tắt cho a marine radar with automatic radar plotting 8 reading. The CPA is 0.5 miles. I think I can pass you safely on my present course. May I pass you at your bow? Over. Okay, so anh ba nói, you may not pass at my bow. I repeat, you may not pass at my bow. Pass at my stern. According to APRA, the CPA is 0.4 to 0.6 miles. It is too short. Please follow the traffic rule. Hãy tuân theo cái luật giao thông. Okay, so mấy anh OP nói là Roger, rõ rồi. I will pass at your stern. I will change my course to starboard now. Thì anh bắt đầu, anh ba nói, thank you, I will maintain my course at end speed. Back to channel 16. Nói là cảm ơn, vậy thì tôi sẽ maintain, tức là duy trì cái hướng đi và vận tốc. Back to channel, trở lại kênh 16. Bon voyage. Ok. Thì cái video này chỉ đến đây thôi các bạn. Good luck guys. I wish you happiness, health, and stay safe, please. Because I want to see you guys come back and see my videos and meet me and comments, interact with me. Nói chuyện với Phương Anh, kể cho Phương Anh tâm sự với nhờ comment, like, share, follow my Facebook, subscribe to my YouTube channel because I love all of y'all. And please support me too.
So to let me know that you guys love me. All right, I'll see you in the next video.